Chào các anh chị đang ủng hộ cái chương trình phóng sanh cá biển giải cứu các loài vật trong tự nhiên trong rừng ngập mặn của em. Em rất biết ơn các anh chị đã ủng hộ cái chương trình này. Mà để phát triển trên thế giới thì để người thế giới họ ủng hộ đất nước Việt Nam của mình á. Em đã làm một cái trang kêu gọi quốc tế để cho người ta biết đến và ủng hộ chúng ta. Thì nếu người ta ủng hộ thì lại làm giàu cho quốc gia của mình. Phát triển rừng ngập mặn, đất nước mình càng xinh đẹp hơn. Hy vọng là các anh chị chung tay góp sức với em để giải cứu rừng ngập mặn, giải phóng các đùm nuôi tôm gây hại cho môi trường, cho tương lai con em của chúng ta. Em không có lấy mấy anh chị nhiều tiền, mỗi người thì có 10.000 đồng một ngày. Bây giờ em dùng cái kinh nghiệm mà làm website từ năm 2010 của em, là một chuyên gia mà thiết kế web nổi tiếng ở Đông Nam Á. Em đã làm web cho nhiều tỷ phú, Phạm Nhật Vượng, Phan Châu gì đó của tập đoàn Gamudaland, tập đoàn Vingroup, tập đoàn Caixin, Coca-Cola, đủ thứ hết. Nên cái kinh nghiệm về công nghệ của em có, nhưng mà khi em từ bỏ để làm những cái việc về thiên nhiên động vật thì em thấy mình ngày càng mất đi tất cả. Mình chả còn cái gì nữa, đã làm hết sức rồi, bây giờ phải trông cậy vào sự ủng hộ của cộng đồng thôi. Bây giờ em thiết kế một cái chiếc áo, kế một cái chiếc áo nha, để em suy nghĩ em làm cái. Thì rành tất cả các loại code về bảo mật hệ thống, về lập trình, về thiết kế, về đồ họa, em làm được hết. Nếu em làm những công việc đó lương em cao lắm nha, tại em đi làm công ty, từng làm công ty, chỉ là làm online thôi, họ trả cho em 7.000 đô một tháng, bởi vì cái kinh nghiệm thiết kế của em nó độc lạ, ấn tượng. Đó là sự sáng tạo. Bây giờ em thiết kế một chiếc áo để tặng cho những ai ủng hộ cái chương trình của em á. Thì cái này nó hợp với cái áo màu trắng đi, sẽ che được khuyết điểm của bé rái cá. Bây giờ mình nhấn chữ lên cái. Này là một con rái cá búp bé châu Á, em cắt hình từ con tivi. Để em làm áo thun em tặng bạn bè khắp thế giới. Em liên kết với bên kia, ai ủng hộ chương trình này là tự có cái công ty nó tặng đồ, giới thiệu rái cá Việt Nam mình.
tham tiền thôi, em muốn làm việc thiên nhiên động vật tương lai cho em thôi. Chứ nói thật, tỷ phú em biết cách thức của họ hết. Bởi vì em làm cho họ giàu mà được mà, thì sao em không biết cách làm giàu? Em chỉ không có tham lam thôi. Patient more slow order tab. Row. Có thể nó sẽ đều chữ. Và chính xác là nó rất là đều luôn. Khi in ra một cái áo ấy, thì cái áo nó cũng sẽ bự. Mà để nhớ, người ta nhớ đến Việt Nam của mình có chàng tiên cá con rồng cháu tiên ấy, thì ồ vậy được không mọi người? Ok. Sao em thấy nó cùi mía hay sao? Nhưng mà Asian more slower stuff. Ồ, hay á. Hay á mọi người. Hay đúng không anh chị? Nếu anh chị thấy không hay, em cố gắng chỉnh lại. Cân đối giữa logo và hình. Ôi, thẩm mỹ cao quá, để cái chính xác hết luôn. Đúng vị trí, khớp. Em thiết kế nhiều lắm rồi. Mắt em tới 12 phần 10 rồi, sáng hơn người bình thường nhiều, nhìn được trong nước. Chót bây giờ em sẽ làm cho nó chót màu trắng luôn đi. Okay, chót màu trắng luôn, chót thì phải 7-9 đi. Xấu quá à. 3 nè, 2 nè, 1. Không cần chót luôn, chót nó ghê quá. Sorry. Rồi thôi, tỷ lệ của logo bằng với đường kính của chữ. Làm cái này thì áo tặng kỷ niệm cho những ai ủng hộ. Muốn được cái áo này chắc cũng phải mấy tháng. Nên có chương trình để coi. Rồi thôi gỡ nền. Nó là như vậy, cái áo như vậy. Kỳ không ta? Patient self memory. Cái áo nha. Em thì chỉ có làm giàu cho quốc gia dân tộc thôi, chứ em không bao giờ muốn chảy máu, chất xám và tiền ra nước ngoài, mà nước ngoài phải đổ tiền về đất nước của chúng ta. Đó là cách em làm việc. Nên em làm cái trang này là để xin tiền quốc tế
Đấy. Thì cái trang này ai những người mà đồng hành với em á, thì em giải thích nhé. Những người đồng hành á, thì sau một thời gian họ sẽ được rước tặng, đều đầu tiên là tặng khẩu trang, sau đó tặng túi chống rác, xong rồi tặng áo dài tay, rồi áo hoodie, mỗi tháng 11 đô la để bảo vệ bảo tồn mấy cá, 13 đô la là để trồng rừng, 13 đô trồng 200 cây. Còn này là chương trình mấy anh chị ở Việt Nam đang làm, 15 đô la cho một tháng. Thì nếu mà anh chị trả tiền qua này thì đủ đủ cái thời gian sẽ được tặng tất cả những cái món đồ ở đây mà em đã làm. Đây, bây giờ em sẽ vô trong này, em chỉnh lại cái áo hoodie, chỉnh cái này. Cái này logo này đơn điệu quá, em không làm, em đổi lại cái này. Oh no. Sao hình nhỏ với người ta? Oh no. Chẳng lẽ áo màu trắng mới hợp ta? Oh no. Chết rồi, cái chữ này thì chị thấy vậy nó đẹp không? Thấy nó gớm quá. Màu này là màu quân đội xanh. Bộ cái áo này chữ này nó không hợp với vị trí này rồi, cái này phải đóng trong một cái khung. Bây giờ phải có cái nền, áo nó màu xám thì nền nó màu vàng, chữ nó màu trắng này. Cái chữ của nó thì màu xám tro giống như hồi nãy. Màu này thank you.
Vậy đó trời, như cái chữ nó phải màu trắng nha chị ơi, chữ nó phải màu trắng thì nó sẽ đẹp, cái áo nó sẽ thiết kế như vậy. Ok, để có một món quà tặng lưu niệm với mọi người thật là ấn tượng về đất nước con người Việt Nam, em phải làm cho nó đàng hoàng. Thôi, nó thấy ghê quá à. Ghê thì chứ. Thôi được rồi, em biết rồi. Chữ màu trắng. Logo màu trắng. Chữ trắng không cần chót. Chốt thì nó dày lên, thôi để nó mảnh đi cho cũng được. Đây, thôi hết cỡ rồi. Đẹp rồi. Thôi, cái áo này nó đẹp nha. Nhiều người thích áo này á. Nốt nốt theo đi đâu vậy? Ok, good. Asian Monster, Asian Monster. Trời ơi, em viết thiếu tiếng Anh rồi. Trời ơi, quý vị ơi, viết thiếu tiếng Anh rồi. Hèn chi. Asian. Asian Moslow Self Mangrove. Không được, phải bỏ bớt chữ. Xếp ăn rồi, bỏ bớt chữ rồi,
luôn. Tiết kiệm được khoảng cách. Vậy là cái chữ Asian là châu Á, nghĩa là em là biểu tượng của chàng tiên cá châu Á. Bởi vì em là người châu Á, châu Á là tượng trưng cho em. Logo em biểu tượng của đất nước Việt Nam, em sẽ xoay ngược logo lại để biểu tượng của quốc gia dân tộc. Oh no, rồi. Block mấy cái này lại đó. Block nền. Hình bản đồ Việt Nam là uốn lượn ngược lại mới đúng rồi. Nhưng mà nếu in ra thì sao ta? Nó sẽ in như thế này. Cái áo thì vẫn, nếu mà in ra áo biểu tượng bản đồ phải ngược về thế này. Biểu tượng Việt Nam này rối thật, lóc nó cũng như không thôi. Biểu tượng tiên cá quay ngược qua đây mới đẹp đúng thật quá chứ. Tưởng anh là cô bắp, anh là cô mía là cơ nghiệp. Flawless order. No, thôi. Duplicate đi. Nhân bản cái này lên.
tốt hơn thế bên. Là tỷ lệ của nó cũng đúng. Chất lượng đồ nét coi. Ok. Chữ dài xấu á. More slowly is all the same. Xong này là chuẩn bà nội trợ luôn rồi đó, không ai nói gì được tiêu luôn đó, chuẩn bà nội trợ với thầy cô luôn rồi. Vậy có bị lộn không vậy? Ôi, nó đang lưu rồi, nó lưu xong rồi đó. Giờ mới thật là nó áo gì đẹp nè, tiếc là cái áo này phải màu trắng, ok màu gì cũng được, chữ màu đen áo màu trắng. Alo anh Tèo em nghe ơi. Giờ có nữa hả cô? Ok. Dạ. Rồi xong. Sao cô kêu con đúng lúc thế? Chỉnh lại mấy cái này cái. Túi này thì
này thì ok rồi. Túi này giờ có khi còn đẹp hơn cái áo. Cái áo hoodie thì chưa đẹp. Áo hoodie em phải thiết kế rồi. Rồi, ba cái này là đẹp hết rồi đó. Đi hả? Đi có đồ cho hết đi. Giờ đi thả cá cái nữa. Lưu lại. Còn một cái áo nữa thiết kế cho mọi người. Suy đoán vậy. Là thả cá 28, 29 luôn rồi. Đây, trang của Tiêu nhá. Good, good, good. Xong.